người đã chị thăm khám và chị nha cho mình ngay từ những buổi đầu khi mình làm việc với trung tâm thì chị đã tư vấn cho mình về các con cái thì tình trạng răng miệng và sau khi mắc cảm xong thì chị đã nhắc nhở rất là nhiều về việc bị sẹo răng miệng như là đeo chuông hay là sử dụng các kính để phục vụ cho việc chỉnh nha. Và chị là một bác sĩ rất là tận tình, chuyên môn cao và trước khi mình an tâm thì để anh em qua làm việc Nha khoa Lạc Việt, chất lượng điều trị là trên hết.